Chúa theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng mà nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, lên trời cả hồn xác là một đặc ân mà Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ. Mặc dù mãi tới ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII mới công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Thế nhưng ngay từ những buổi đầu giáo hội đã sống niềm tin này. Điều này được thể hiện qua dòng lịch sử tên gọi của lễ này. Theo dòng lịch sử, lễ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau: lễ Đức Mẹ ngủ, lễ Đức Mẹ chấm dứt cuộc sống ở trần gian, lễ Đức Mẹ vượt qua, lễ Đức Mẹ mong triệu, tức là lễ mừng Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời, và cuối cùng là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhưng dù được gọi bằng tên gì thì cũng diễn tả một niềm tin Mẹ Maria không chết. Mẹ Maria không chết theo cái nghĩa bình thường. Mẹ Maria được đưa về trời. Niềm tin này không phải là một suy diễn vô căn cứ, nhưng niềm tin này được suy tư và rút ra từ chính nền tảng Kinh Thánh. Thánh Germano Constantino, khi suy tư về đặc ân Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn xác, đã xác tín hùng hồn như sau: nếu thân xác Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, không bị hư hoại và được đưa về trời, thì điều đó không những xứng hợp với thiên chức là Mẹ Thiên Chúa,
mà còn xứng hợp với thân xác đồng trinh rất thánh của mẹ nữa. Một tác giả cổ thời quả quyết: vì Đức Maria là mẹ hiển vinh của Đức Kitô, mà Đức Kitô chính là Thiên Chúa, là đấng cứu độ chúng ta, đấng ban sự sống và sự trường sinh bất tử, nên mẹ phải được Chúa Kitô làm cho sống và cho thân xác mẹ được nên giống như thân xác người, nghĩa là không bao giờ bị hư hoại. Chính người là đấng đã cho mẹ được trỗi dậy ra khỏi mồ, và là đấng đã đưa mẹ lên với người. Bằng cách nào thì chỉ một mình người biết. Thánh Phaolô cũng chia sẻ niềm tin này qua thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngài nói: Đức Kitô đã sống lại, và người cũng cho những kẻ liên đới với người, kẻ thuộc về người cũng được sống lại như người. Mà nói đến liên đới, nói đến thuộc về Đức Kitô, thì không ai có thể sánh được với Đức Maria. Đức Maria không chỉ gắn bó với Đức Kitô về thể xác theo nghĩa mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nhưng mẹ còn đặt cả cuộc sống của mình trong ý định của Thiên Chúa. Qua lời xin vâng, mẹ đã cưu mang Chúa vào trong dạ của mình. Mẹ đã bồng ẵm Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Mẹ hằng ghi nhớ tất cả, rồi suy đi nghĩ lại trong lòng. Ngay cả khi đứng dưới chân thập giá, mẹ đã liên đới với Chúa Giêsu, với tất cả những đau khổ của con người, và làm theo ý Chúa Giêsu đón nhận giáo hội, làm con của mẹ mà Gioan là đại diện. Hành trình về trời là hành trình liên đới với Đức Kitô, là hành trình để cho mình thuộc về Đức Kitô. Thế nhưng nhiều khi vì các nhu cầu của cuộc sống mà nhiều người chúng ta để cho mình gắn chặt với những đòi hỏi của đời sống vật chất mà quên đi mối liên đới với Chúa. Trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, xin Chúa cho chúng ta nhận ra được hành trình về trời là hành trình liên đới với Đức Kitô, là hành trình để cho mình thuộc về Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng biết noi gương Đức Mẹ, dấn thân vào hành trình này qua việc đặt cuộc sống của mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, của các giá trị tin mừng.